giao từ đếm trên bàn tay rồi em mới đưa rồi. Nơi đường phố này đẹp trông thấy ở trước nhà mai đào đang đua thắm đâm chồi lòng tí thấy náo nao. Và tết này trên đầu tí ra dần thay màu tết này bao điều đắn đau chẳng ai thấu. Gió xuân năm nay đã về tia mông 30 gia đình cùng nấu bánh trưng. Mà hôm nay đã lớn rồi mới đây con nằm nơi bao nhiêu mùa xuân rồi cô đơn một mình thôi bắt ta chờ đến bao giờ hiện thực trở thành trong mơ. Nè, tất cả là tại vì anh không nhớ. Bây giờ em hỏi anh á, anh có nhớ lúc mà anh đi bận đồ gì không? Rồi cái đồng hồ nữa, sao nay anh đeo đồng hồ rẻ tiền vậy? Anh đâu? Ồ, accident. Anh bị sao vậy? Anh bị thương hả? Không sao đâu. Anh có sao không? Anh Nghiệp, anh đi ra ngoài đi, tôi muốn nói chuyện với anh Đông. Anh đang nói chuyện với anh Đông mà. Nhưng mà tôi muốn nói chuyện với anh Đông. Nè, anh Đông, anh có sao không? Rồi hai tháng nay anh đi đâu mà sao không ai liên lạc được gì với anh hết vậy? Anh không biết. Và anh đang không nhớ gì hết. Ừ. Anh Đông, có phải là hai tháng qua anh trốn đi du lịch không? Anh yên tâm đi, để em nói giúp cho bác Thành cho. Em cũng hay trốn đi du lịch lắm. Kim My, em cũng không tin anh nữa hả? Anh đã nói là anh bị tai nạn và anh không nhớ gì hết. Khi anh biết mọi chuyện á, thì Nghiệp đã chủ trì một cuộc họp. Thôi được, em tin anh. Nhưng mà bây giờ trước mắt anh gọi bác Thành nha. Bác đang giận lắm á. Dạ. Con Đông này ba. Đông hả? Con bỏ đi đâu mấy tháng nay? Dạ con... Con làm lãnh đạo công ty kiểu đó đó à? Con bỏ ngang. Con biết người ta phải giải quyết hậu quả của con vất vả như thế nào không? Không chỉ ở bên đó mà cả tổng công ty bên này cũng bị ảnh hưởng. Nếu ba không trấn an mọi cổ đông thì bây giờ giá cổ phiếu đã rớt rồi. Ba không biết phải giấu mặt mũi đi đâu nữa. Con làm ơn trưởng thành lên đi cho ba nhờ. Cái gì? Trưởng thành? Từ trước giờ những việc con làm chưa đủ trưởng thành hả ba? Có một dự án à mà làm hoài không xong, bây giờ còn dám hỏi ngược lại ba nữa hả? Nếu muốn quay lại công ty thì con phải mang dự án đó về đây cho ba. Còn không đó, kể từ bây giờ con bị sa thải. Ba à, có bất công với con quá không ba? Không có gì bất công hết á. Công ty đâu phải của một mình con. Em thấy chưa, anh mất tích 2 tháng không hề tìm anh. Khi mà anh liên lạc á, chỉ công việc và công việc. Ba anh coi trọng công ty này quá rồi đó. Thôi, anh đừng có giận bác Thành mà. Bác làm chủ tịch nên lo cho chuyện công ty vậy là phải rồi. Bây giờ anh phải tìm cách quay lại công ty đã. Chỗ chú Thành á, để em nói chuyện cho. Dù sao á, chú cũng thương lắm. Anh không cần em giúp. Chuyện của anh sẽ tự giải quyết. Anh sẽ mua bằng được miếng đất của nhà ông Mười. Với lại anh đang làm việc đó mà.
Vậy để em giúp anh nha. Anh nghĩ là accident nên đi về Mỹ và tiếp tục đi học. Người ta tên là Kimmy mà cứ gọi là accident hoài. Mỗi lần anh gặp em á là đều có chuyện. Thì tại vì em nghe ba nói là bác Thành cách chức anh, cho nên em tức quá em trốn về đây nè. Em nên về Mỹ và tiếp tục đi học. Thôi cho em ở đây với anh đi. Không có nhõng nhẽo với anh. Chừng nào anh quay lại công ty thì mà em mới an tâm đi về Mỹ chứ. Không được nhõng nhẽo với anh. Đi mà. Ủa, mà sao bữa nay anh mặc đồ lại vậy? Đồng hồ này nữa nè. Ê, bác Thành gọi nè. Anh nghe máy đi. Anh không nghe. Anh nghe đi, biết đâu bác hết giận rồi sao. Em nghĩ là bác hết giận rồi đó. Anh nhắc lại một lần nữa, anh không muốn nghe. Em mở loa rồi. Con đang ở kênh Kimmy đúng không? Chuyện của con thì con tự giải quyết, đừng lôi kéo Kimmy vào. Con tưởng có Kimmy thì ba sẽ tha cho con hay sao? Con lớn rồi, tự suy nghĩ đi. Đừng có chuyện gì cũng để ba phải nói. Ba anh hết giận đúng không? Em xin lỗi. Tại tại cái ông nghiệp đáng ghét đó mà. Đồ mách lẻo. Anh Đông đừng có giận em nữa nha. Thôi, bây giờ đi băng bó vết thương nha. Phải băng bó vết thương này lại. Mình phải băng bó lại rồi mình mới có thể đi mua đất nhà ông Mười nha. Đi, đừng giận nữa mà. Đi. Kìa, thôi đi bệnh viện đi chứ gì, em lo lắm. Vết thương nhỏ mà, đi bệnh viện làm gì? Nhỏ cái gì mà nhỏ, vậy mà nhỏ gì. Thôi đi bệnh viện đi. Thôi anh nói không cần mà. Em phải lau cho anh rồi em sẽ bắt anh đi bệnh viện với em. Anh Đông về chưa chị? Chưa, không thấy luôn á. Mà em đi tìm nguyên một ngày đây hả? Mình ơi, không mấy hai mình đi tìm phụ nó đi. Dạ thôi, em không làm phiền anh chị đâu. Trời, thiệt luôn á. Cái thằng quỷ này, đi đâu cũng phải báo một tiếng chứ. Có đâu đi kiểu này rồi đấy, từ sáng giờ anh chị mới ngồi ở nhà chờ. Em xin lỗi vì đã làm phiền lây tới anh chị nha. Nhỏ này, khách sáo cái gì? Thằng Đông nó ở đây mấy tháng trời rồi thì coi nó như người nhà, cái chuyện tìm nó chuyện bình thường đúng không? Ủa, nhưng mà tía biết chuyện này chưa chị? Chưa, tía chưa có biết. Tía đi sớm mới giờ mà. Uống miếng đi. Em xin anh đó, anh làm ơn bình an trở về đi. Em hứa là sẽ không bao giờ nói những lời như vậy nữa đâu. Thôi em xin phép về trước. Có tin gì của anh Đông báo cho em biết không? Về đi. Cảm ơn nha. Mà không hiểu sao lại đi như vậy. Thằng quỷ này, hay lỡ có chuyện gì, tai nạn cái gì? Hay là nó sẽ bình yên và vui vẻ. Công nhận nha, hôm nay live stream cái mặt giùm đẹp trai giống Kim Tử Long. Ồ, càng nhìn gần càng đẹp trai. Gò cửa trái tim mong em được lòng,
để tiền tái tê đi sao và làm bò với tôm khô gà cồ với khoai tây em. Bài gì mà gõ cửa trái tim? Ủa trái tim có cửa sao gõ nghe ghê quá vậy mày? Ủa tôi gõ ai kệ tôi, anh đi đâu làm gì đây? Uống cà phê rồi tới lui rồi coi anh livestream rồi chơi. Uống cà phê này ngồi đâu uống đi, tôi livestream kệ người ta dính líu tôi anh. Chuẩn bị xong hết chưa? Rồi. Chuẩn bị quay chưa? Chuẩn bị quay, người tới là quay liền. Bữa nay phải nổ nha. Mời khách mời VIP luôn. Đẹp cực kỳ, xinh cực kỳ. Bữa nay giới thiệu với cái fan của tôi là coi nghẹt luôn. Còn bây giờ trời ơi mới có mấy phút không à, 7.000 người coi. Báo cho anh hay tin buồn nha. Mất mớ gì buồn? Cái người mà anh mời đi livestream chung đó. Nó tới giờ. Người ta đi mất tiêu rồi. Chuyến của anh không có tới đâu. Ông giỡn chơi hả? Ông hù tôi hả? Không có hù anh đâu. Nói thiệt đó. Chứ không phải là ông mời cái thằng Tham livestream cho ông, người ta livestream với tôi cái ông tức, ông canh tức hay là gì? Lâu lâu nói thiệt là không tin hả? Trời ơi. Để làm bằng chứng tôi gọi cho bà chị cho Chiến là chắc ăn nhất. Ai mà tin ông, ông nói láo lâu quen rồi. Alo à, dạ có phải chị mất không ạ? À, ngoài lộng à, chị Trinh à, dạ. Chiến đâu mà chị? Dạ, dạ. Anh Bảy hả? Hả? Con Chiến nó đi về quê rồi mà. Ủa sao cậy vậy? Hứa với tôi lại chị bữa nay mà. Mười không có nói cho anh nghe hả? Chiều nào tiếng nhau đi khi bóng ngà xế chiều. Bài này hợp với anh đó. Chiều cái đầu ông biết chiều. Kệ tôi. Bây giờ tôi không có người livestream. Mà chết rồi. Tôi giới thiệu với cái fan hâm mộ của tôi bữa nay là có một người đẹp thiệt đẹp vô livestream cùng với tôi. Bây giờ bỏ đi như vậy thì chết tôi rồi, ai thế vô đây? Đây nè, còn tôi đây làm chi? Đó. Ông hả? Cây kiển không chỉ để trang trí đâu nghe, còn từng phong thủy căn nhà nữa đó. Miền Bắc á là người ta trồng đào, miền Nam á là trồng mai, còn miền Đông á người ta trồng hướng dương, còn miền Tây ta trồng là vạn thọ là cúc. Xuân đến rồi xuân đẹp mà bội hồng. Xuân đến rồi bao lần người nhớ không. Bỏ tắt đi, ok, dở quá. Ủa xe ai vậy ta? Thằng Đông! Anh Đông hả? Anh ơi! Trời ơi! Anh bị sao vậy nè? Hả? Bị té ở đâu hả? Có bị thương ở đâu nữa không vậy? Anh ơi! Anh đừng bỏ đi đâu nữa nha! Em biết là em sai rồi! Em sẽ không bao giờ nói ra những lời làm tổn thương anh như vậy nữa đâu! Mà Tí đã đồng ý với tụi mình quen nhau rồi, Tí không cấm cản ở đâu. Đồng ý. Ừ, đồng ý với tụi mình quen nhau rồi đó. Nên anh không cần phải giả bộ nữa. Trời ơi, Đông ơi là Đông. Về rồi hả? Mới về hả? Trời đất ơi, đi đâu từ sớm mới giờ? Thằng ôn dịch này sáng giờ đi đâu làm cho cả nhà lo lắng quá trời quá đất nè. Gì mà trời, cái mặt nó làm như người lạ vậy. Gì? Ấy, người lớn hỏi là phải trả lời nha. Đi đâu mà tới giờ này để cho cả nhà lo lắng như vậy? Mặt bị đực như vậy. Em bị té á. Bị té? Rồi có bị thương ở đâu nữa không? Anh đi bệnh viện chưa? Hay là bây giờ mình đi bệnh viện nha. Không cần đâu. Bình tĩnh đã. Bây giờ là hỏi kỹ nè, bị té ở đâu? Rồi sao rồi mặc bộ đồ đẹp đẽ như vậy? Này. Ừ, phải giải thích cho tôi hiểu. Té vô shop thời trang hả? Tôi sao, hay là ăn cắp đồ bị tao quánh? Xưng tôi với ông kìa. Em bị té á. Em bị té xong thì cái người gây ra tai nạn cho em á, họ đền bộ đồ cho em. Trời ơi, tin được không? Kỳ vậy ta. Thằng đó nó cũng rảnh dữ à. Ừ. Thế nào té rách đồ à? Đúng rồi đó, em té bị rách đồ rồi người ta đền cho em.
Thôi thôi, bây giờ có chuyện đó tính sao đi. Anh mệt đúng không? Đói đúng không? Đi vô nhà ăn cơm đi. Đi, đi. Ơi, hồi nữa chốc phải hỏi nó coi xem té chỗ nào. Xíu ra mình té và bà bận. Kiếm vài bộ đồ mặc chơi ta. Bị điên hả? Ông không té mà ông bị thần kinh hả? Vô ăn cơm chửi gì đó. Có, tôi nói bà sao bữa nay đẹp quá. Lèm bèm, lèm bèm. Gì hôi vậy? Trời đất ơi, mắm tép đã mà la hôi kìa ông. Trời thơm quá trời. Nè, cơm trộn đậu phộng, anh yêu thích á. Em làm cho anh tô bự luôn. Làm như lạ lắm á. Món ruột mà kỳ vậy. Tôi hỏi một điều, tại sao bị tai nạn xong không về liền mà đi đâu? Khoan cái gì? Bíp! Ờ, tên đâu? Sao anh? Người lớn hỏi chuyện không thèm để ý, người lớn nói gì hả? À, anh hỏi em gì? Trời ơi! Hả? Nói chuyện người ta nghe hết một lặp lại thì... Tôi hỏi là tại sao bị tai nạn không về liền còn đi đâu nữa? Tại tình yêu bị ngăn cấm đó. Em đi tìm cách để mà thuyết phục bác Mười. Ai về bác Mười đồng ý rồi. Sao tôi mấy ngày bữa nay nó là lạ sao ta? Nó có cảm giác như là hai tháng ở trong nhà này giống như là nó mới vô á. Nó giống như người lạ đó. Nói chuyện nó khác khác sao? Chắc anh mới lạ đây chứ em lạ gì? Dạ. À, anh đi. À. Anh làm món tép đi nè. Ăn đi nè. Đây, đưa chén đi. Nó làm mắm hơi mặn nha. Sao nhưng mà được? em ăn tự gấp được. Ủa thường ngày cái chuyện này bình thường mà sao mới lại khách sáo vậy? Đông vừa rồi đó hả? Dạ. Ủa trời Phật ơi, ủa cái chén bị sao vậy? Dạ con bị té. Té hoài vậy? Ủa sao mặc đồ vest đồ dữ vậy? Không trả lời được hả? Không trả lời cho. Chuyện là vậy. Nãy đó là nó đi ra ngoài đường, cái nó bị người ta đụng xe, cái nó té xuống, rồi bể cái đầu. Cái người ta đỡ lên, người ta hỏi là em cần gì không? Nó trả lời là nó cần bộ đồ vest. Người ta thường cho nó bộ đồ vest. Không đụng xe định bộ đồ vest. Mặt đỡ đau. Tía, con lấy chén tía ăn cơm luôn nha. Tía ăn rồi. Ăn rồi thôi. Ăn cơm nhà tao gặp không mời hả? Trời đánh tránh bữa ăn. Trời đánh tránh bữa ăn. Tía đâu phải ông trời. Ông là người mà. À, em no rồi. Em xin phép. Không. Tranh thủ lên nói chuyện với tía đi. Để tía gã ăn út cho. Chứ không nói chuyện trễ trễ. Tía quạo, tía gã tay cho mày là xong luôn. Như vậy? Trễ cho vui. Xách cái dĩa đi cái tô, dẫn ngồi ăn luôn đi. Sao mình sống được ở cái nhà tồi tàn như vậy trời? Đây. Nát lạnh luôn nha. Xoài ngọt lắm. Em gọt cho anh trái ngọt nhất á. Ngon. Rồi rốt cuộc con nhỏ này là ai? Mình với nó là gì của nhau? Ủa, tế? Hai đứa yêu nhau bao lâu rồi? Trời. Ê, ở dơ quá trừ điểm nghe. Hỏi thẳng thừng gì ai mà không giật mình cho được. Trời ơi, nó là hả? Hai tháng tôi cua được gái người ta mà mày lại giật mình á. Ý là mình nhát á hả?
Trời ơi trời, sư phụ chứ không phải đệ tử đâu. Không phải cái chuyện của mày đâu Sáng ơi. Vô. Nè vô. Ê. Ai ơi, đây Sáng chứ không phải tên Ê nha. Ê không? Ê khỏi ăn trái cây luôn. Ê mất lịch. Thôi gì đâu, để lấy em gọi cái khác cho. Tía, tụi con yêu nhau được 2 tuần rồi đó tía. Được, tía thấy thằng Đông á, nó cũng hiền lành, cũng đàng hoàng. Cho nên tía quyết định á, là không cấm cản hai đứa nữa. Nhưng mà yêu á, phải có chừng có mực. Không có đi quá xa, không có ăn cơm trước kẻng nha. Tía, tụi con biết suy nghĩ mà tía. Tía nói vậy đó, con á, con yêu quá rồi đó, con bị ấm đầu á. Rồi mai mốt đó, thằng Đông nó nhớ lại đó, rồi con sẽ bị hụt hẫng, hiểu không? Tía đừng có lo, cho dù có chuyện gì đi nữa thì tụi con sẽ cùng nhau đối mặt mà. Ừ, tía dặn vậy đó. Vậy là tía cho rồi đó. Bây giờ anh lên trển tắm rửa thay đồ ngủ nghỉ đi, em dọn dẹp dưới đây cho. Chết rồi, mình chưa biết phòng mình ở đâu đi nữa. Ây da. Sao vậy? Sao anh thấy đau đầu quá? Hay là tại vì hồi sáng mình bị té đập đầu xuống, hay là bây giờ đi bệnh viện nha. Không rồi đó. Em đưa lên phòng là được rồi. Đi. Bây giờ anh đi ngủ đi ha. Rồi có thấy mệt hay là khó chịu gì trong người á thì nói với em, rồi em đưa đi bệnh viện nha. Em cũng về phòng ngủ đi. Em cứ tưởng là anh bỏ em đi luôn rồi chứ. Em biết là em sai rồi. Em sẽ không có như vậy nữa đâu. Thôi anh về phòng nghỉ đi nha. Anh ngủ ngon nha. Nụ hôn chúc ngủ ngon đó. Và đây nữa cho đều nha. Anh ngủ đi ha. Ngủ ngon. Không lẽ bị tai nạn sao mà bị chấn thương lồng ngực ta? Sao mình không nhớ bất cứ chuyện gì đây hết vậy ta? Không nhớ nữa cái mật khẩu điện thoại nữa chứ. Hmm.
giờ mình phải tìm cách nào mà có thể mua được cái nhà này đi ta. Sao mà chưa trả lời nữa? Anh Đông về chưa chị? Chị ổn chứ? Ừ, anh Đông về rồi. Cảm ơn em hôm nay đã đưa chị đi nha. Em biết là em sai rồi. Em sẽ không bao giờ nói ra những lời làm tổn thương anh như vậy nữa đâu. Mà Tí đã đồng ý với tụi mình quen nhau rồi, Tí không cấm cản ở đâu. Đồng ý. Ừ, đồng ý với tụi mình quen nhau rồi đó. Con á, con yêu quá rồi đó. Con bị ấm đầu á. Rồi mai mốt đó, thằng Đông nó nhớ lại đó, rồi con sẽ bị hụt hẫng. Không có gì đâu. Chắc là tại anh mệt thôi. Ừ, chắc là anh mệt mà. Mì gói hôm nay ai nấu ngon quá. Ủa Đông đâu, kêu nó xuống ăn con. Dạ, anh bị mệt á, cho nên là con nói bữa nay anh ở nhà nghỉ đi. Anh sáng chị Mai em nhờ chút xíu. Lát á, anh chị để ý anh Đông giùm em nha. Thí dụ mà thấy ảnh nhức đầu, chóng mặt hay là nói chung là khó chịu cái gì ở trong người á, thì gọi điện báo cho em tiếng. Tại vì ảnh bị chấn thương đầu một lần rồi, bây giờ bị té chấn thương thêm lần nữa. Em không biết là có chuyện gì xảy ra hay không á. Có những cái triệu chứng mà nó không bộc lộ liền đâu, cho nên là phải để ý giùm em cái đó nha. Yên tâm. Dạ. Khổ thiệt chứ. Hết cái này tới kia, hết kia tới nữa. Mà ngộ nha, hôm qua gặp Đông á, thấy nó ngơ ngáo sao, giống như là nó ở người cổ trên xuống. Cổ trên cái gì? Mới bị của hở mà giờ xong rồi bây giờ tiếp tục bị nữa. Nhưng mà nó dứt vô một lần, cái nó đập thêm một lần nữa, rồi nó hai ba cục u trong đầu, sao nó sống nổi ta? Không có đâu anh hai. Chắc là kiểu ảnh bị mệt á, bị mệt, bị choáng, khó chịu trong người thôi. Dạ. Anh Đông. Hả? Hôm qua anh đi đâu mà chị Đào kiếm được vậy? Thỉnh mới qua hả? Đông nữa kìa. Ủa? Đi, 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 vô đây em. Vô, 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 vô. Anh vô ngồi đi, anh lấy cho. Vậy bữa này ăn không? Sáng không? Dạ anh. Ăn sáng hả? Ăn sáng, ăn không sáng hả? Chứ nhà nấu đủ 5 tô à. Em ăn luôn Thịnh hả? Nấu cho Thịnh luôn đi. Dạ. Ủa mà Thịnh nay đi đâu qua đây sớm vậy? Dạ em sợ chị Đào mệt nên hôm qua em đưa chị Đào đi làm. Ăn sáng đây rồi đi. Còn không nữa. Ăn hoài ngưng chút đi. Ôi đất ơi, sáng giờ kêu là đi gom mấy cái tiền giặt đồ cho người ta. Gom được tới đâu rồi, thấy không nói năng cái gì luôn á nha. Mà cái tiền ông đưa tôi ít thỉnh à. Vô duyên vừa coi lại đi. Gom nhiêu đưa nhiêu. Chúng lẽ tôi đàn ông trong nhà là trụ cột, tôi đi ăn giếm ăn bớt. Ủa? Rồi 200 ngàn của ai đây vậy? Của anh đó. Của anh hả anh Giang? Không. Anh cầm giùm tôi, anh đưa đây tôi coi. Nè, cảm ơn em. Cái tiền này nó bay từ đây qua mình đó đó. Diếm hả? Diếm hả? Mày á, vợ chồng không có tiền thì nói nâng tiếng nữa được gì, phải ăn sáng ăn bớt vậy. Cái làm như là con tí dễ đưa lắm vậy. Yeah.
Mắc gì la? Ta thấy la đến cho người ta bị chửi à? Đã tầm bậy rồi. Con cái nữa hả? Đổ thường người này người kia. Mình bậy thì mình chịu bậy đi. Còn lao không? Em cảm đi sắp đi đám cưới trên nơi thì lấy tiền mua ít nước hoa xịt cho người cho nó thơm tho giống người ta. Thì lấy nữa lấy đi. Tối cái mười cái mười chối mười cái không có bữa nào mà ăn uống mà yên với mày giùm tao hết sáng. Mua nước hoa. Cái gì nữa? Xịt đi đám cưới. Đúng rồi. Bình thường cũng đâu có thơm đâu xịt làm chi. Mà đợt này cũng đâu được đi đám cưới đâu mua. Tía, sao tía cứ coi điện thoại hoài vậy? Cái ăn đi. Con lo con ăn đi. Đừng lo chuyện của tía. Chết cha. Ông Bảy ông hơn mình một người xem mình à. Tía. Hôm qua em nhắn tin không thấy à? À, điện thoại bị hết pin. Thôi em xin phép đi làm trước nha. Chờ chị đi chung với. Có gì ở nhà để ý giùm em ha. Thịnh. Dọn giùm em luôn nha. Em cảm ơn chị. Không sao. Có gì nói với chị, anh chị nha. Thôi, chờ bụng đi đám cưới. Cái gì vậy? Ăn hết tô mì rồi gom này vô trong rửa chén nghe không? Tôi đến cưới mình 200 này để mua nước hoa cho tôi. Ok. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy nha. Không tác dụng gì đâu. Không hiểu sao lấy được làm vợ ấy thiệt. Anh. Anh gì? Em thấy đất khu này ai cũng bán hết trơn rồi. Sao nhà mình chưa bán nha? Sao tôi biết? Mình đi hỏi người ta đó. Ê, hỏi nè, mày mới giao du với cái đám cò đúng không? Đúng không? Rồi mày trở về cái nhà này, mày mặc sang mặc đẹp để mà chơi một vố lớn rồi mày bỏ đi đúng không? Anh nói gì tôi không hiểu. Không hiểu hả? Mày hỏi câu đó là tôi biết mày hớ rồi, không qua được cặp mắt tao đâu. Tía ơi, tía ơi, tía ơi! Nuôi ông ta áo nuôi khỉ vào nhà rồi tía ơi. Tía ơi, trời ơi, sao kêu không trả lời tía ơi. Tía. Trời ơi là trời ơi. Lâm. Yêu có điện thoại đâu rồi. Phơi. Phơi chút xíu khô tía. Làm gì mà tối ngày mày cứ gây bạo động hoài sáng. Không phải tía ơi, có chuyện quan trọng tía ơi, con muốn báo tía một chuyện quan trọng. Mày không có cái chuyện gì quan trọng hết á. Không, chuyện này, chuyện này nguy cơ. Đi vô trong rửa chén. Không tía, bây giờ số là vậy, con một chuyện rất là quan trọng. Tao biểu đi không? Không, để con... Ai tía, chụp nước hết đồ rồi nè. Thằng này chỉ có nước với lửa mới chị nó thôi. Ông mời đâu, ông mời đâu đây. Ông làm ăn cái gì kỳ cục vậy ông ơi? Ông nói tôi, ông là bạn bè nhau chơi với cô cho nó được chứ ông chơi kỳ cục vậy. Gì kỳ? Ông kêu tôi với ông hợp tác làm YouTube. Rồi tôi ca bốn bể của ông trong đó. Lộn lên ông đem tôi cái kinh ông đăng. Không nhắc nhở tôi hết trơn trời làm sao? Cái dở muốn chết nhắc ông vậy? Thì cũng phải nói người ta cho tôi biết, khán giả tôi biết tu tiên chứ. Ôi. Ông nhớ nha, ông bạn bè mà ông chơi gác vậy nha. Tôi kêu 500 anh em tôi nha. Tẩy chai cái clip ông luôn. Rồi mới ông đừng làm YouTube nữa. Thích ông đó, ông kêu 500 anh em ông tẩy đi. Rồi thích đi, thích đi. 500 năm anh em ông á, tào lao. Xả. Về. Cho đi đi, quần áo giày dép chuẩn bị hết rồi, ở nhà buồn lắm. Không là không. Đi đi, anh chuẩn bị mấy bài lên hát đám cưới vui lắm. Kệ anh chứ. Thôi mà, sao tự nhiên bữa nay kỳ cục vậy, vợ chồng đi có đôi có cặp như. Anh dám đòi hỏi tôi hả? Ai đòi hỏi gì đâu, xin đám cưới. Nè, lấy tiền của tôi chưa có nói thì thôi ha. Còn ở đó mà đòi xin đi cái gì nữa, cái lỗi của anh là phải ở nhà. Sám hối đi. Trời ơi, cái chuyện, em, anh xin... Anh lấy tiền đi mua nước hoa mà. Ủa mắc gì phải mua nước hoa? Trời. Anh bị cái gì? Hát trong nơi. Anh hát thì kệ anh chứ. Tôi hát không phải là hát dịch. Trời ơi, vợ chồng mấy cái từ đó nó cũng ngại nói chứ. Hát trong nơi đó, ở chung nhau.
Tại vì vợ chồng quen cái mùi rồi nhiều khi không nghe được cũng ghiền, nên đâm ra nó bình thường với tôi. Nhưng mà phải có chứ, ra ngoài thì đi vậy người ta nghe được cái mùi nó chết tôi luôn. Thôi vậy ha. Thôi cho đi đi. Vậy chuẩn bị là mới đánh xi nè. Thôi đánh tiếp đi nha. Chừng nào á mà bị hết cái hách trong nôi đó thì đi với tôi chứ nó xấu hổ lắm, đi không có được. Thì mua nước hoa xịt là hết. Nước hoa hả? Nước hoa nó chỉ bán cái mùi thôi chứ nó không có hết được, hiểu không? Đi vậy xấu hổ tôi lắm. Khoan, ở nhà chơi với thằng Đông nghe không? Hôm nay thằng Đông nó có nhà đó nha. Rồi, không cho tôi đi đúng không? Muốn tôi chơi với thằng Đông đúng không? Tôi sẽ chơi nó tới bến ngày hôm nay luôn cho coi. Bác Mười, cái cây này đẹp quá bác Mười ha. Cây này chưa đẹp đâu. Cái cây bên kia kìa, cái cây mà con với con Đào hàng ngày tưới nước đó, bữa nay nó xanh tươi đẹp lắm. Ủa mày làm gì vậy? Làm gì tao nói vụ cái cây đó, cái mặt mày mày ngơ ngơ ngác ngác như lát mắt phong hả? Dạ, tại con đang suy nghĩ á. Suy nghĩ gì? Bác Mười hả? Bà con hàng xóm ở đây á, người ta bán đất hết trơn rồi, với lại chủ đầu tư mua giá cao nữa. Sao bác Mười không bán đi rồi mình kiếm miếng đất ở Sài Gòn á? Ủa sao mày có cái suy nghĩ gì kỳ cục vậy đâu? Đất đai này đó là của ông bà tổ tiên để lại. Hai nữa là đất đây là đất nạc, đất thịt. Trồng cây ăn trái mình thấy nó tươi tốt không? Bây giờ nghe lời người ta bán đi đó, rồi mai mốt con cháu nó có biết gì đất đai của ông bà để lại đâu, rồi làm sao nó biết là vườn cây ăn trái thế nào? Nhưng mà con thấy... Đây núp đây trong đây từ nãy giờ tao nghe hết rồi. Cái gì á? Nó lộ âm mưu rồi, tí thấy không? Mưu gì? Trời ơi, tí còn cái gì nữa? Tí không nhận á hả? Nó không có âm mưu, tại sao nó có thể thốt ra những lời như vậy? Tại sao nó xuống mình bán đất? Con đoán, đừng có hư ha cái gì hết. Con đoán thằng này đang có âm mưu. Nó thiếu một số tiền rất lớn. Nó trà trộn vô cái nhà này. Mục đích của nó là gì? Để khuyên răng tụi mình bán cái nhà đi, nó lấy tiền nó trả nợ cho người ta. Ủa? Mày rảnh quá ha. Mày đâu mày suy diễn ra cái đó hay gì sáng? Tối ngày mày nằm mày suy nghĩ có nhiêu đó hả? Sao không suy diễn như vậy được? Làm ăn sáng không lo tưới cây tưới kiển, lo tàu lao không à? Tí còn non lắm. Trời đất ơi. Thiệt. Tí còn xanh lắm, tí còn chân cành lắm. Con chín tới nè. Bởi vì mày là cha. Con chín tới rồi. Đừng nói cho tí nghe. Bây giờ thế lực của nó còn yếu đúng không? Nó không dám làm gì mình hết. Sau đó nó ra ngoài nó giao du với những sao đen, thế lực nó mạnh lên rồi, lúc đó vô nhà mình, nó đánh úp nhà mình, nó cho nhà mình văng ra ngoài đường. Lúc đó nó lấy giấy tờ nhà nó bán, đúng chưa? Ủa rồi chính quyền rồi đồ ở đây ta chết hết, ta không còn ai hả? Không còn ai hả? Vậy còn một cách nữa. Cách gì? Nó sẽ dùng áp lực với mình. Nó sẽ bắt cóc Đào và tạo áp lực cho mình, bắt buộc mình phải bán nhà. Con Đào nó lớn rồi chứ đâu phải nít mới lớn đâu mà bắt cóc. Còn suy nghĩ sao vậy? Còn cái này mới ghê nè. Tí nghe tí hết hồn liền. Nó không bắt cóc Đào nữa mà nó bắt cóc con thì sao? Tí sẽ phải chùa con, bởi vì sao? Tí quá thương con mà, đúng không? Tí sẽ bán ngôi nhà này liền ngay tức khắc, đúng không? Không có đâu Sáng ơi. Tao đâu có ngu đâu mà bán nhà mà chuột mày. Chuột mày làm cái gì? Có lợi lộc gì mà chuột mày? Thôi để cho nó bắt luôn đi Đông ơi. Phèo ngọt không nè con đó. Thôi vô ăn con, vô ăn ha. Vô ăn đồ ăn cho bổ vô nha. Ăn chất bổ vô. Ơi, bác đi dỗ béo nó nghe Đông ơi. Ở ngoài này chuẩn bị dây cổ đồ đi, xe ba gác đồ nha. Ăn cái mập nha. Ủa sao về vậy? Em để quên đồ ở nhà nên về lấy. Anh ở nhà có buồn không? Nếu mà buồn thì ra tiệm với em nha. Cũng không buồn đâu. Ở nhà giỡn với anh Sáng cũng vui mà. Vậy có gì nhắn tin cho em ha. Chắc
chắc là ảnh còn giận mình nè. Mình hay để pát á là ngày tháng năm sinh, nhưng thời gian này thì mình không nhớ ngày tháng năm sinh của mình. Vậy thì ủa anh Sáng. Tao vô tình đi ngang qua đây chứ không phải có ý định gì đâu nha. Anh Sáng đã ghé thăm phòng em thì cho em hỏi thăm xíu được không? Tao không có ghé thăm phòng, tao đi vô tình ngang qua thôi. Thì vô tình đi ngang phòng em, cho em hỏi thăm xíu được không anh Sáng? Chuyện gì? Sinh nhật của Đào ngày mấy vậy? Gì? Ô, vô đây. Dạ. Có chuyện quan trọng nè. Sao? Mới hỏi gì? Hai người yêu nhau đúng không? Mà tại sao chú em mày không biết ngày sinh nhật của bé Út? Yêu nhau cái gì kỳ vậy? Hả? Cái gì? Tại em chưa nói với ảnh thôi. 30 tháng 12, 95. Nè, đừng để tôi tóm được cái đuôi nha. Ê, thôi anh hai về phòng nghỉ ngơi cái đi. Cái gì? Thằng này nó có ý đồ xấu với em đó. Có gì đâu nè. Mệt lắm, cho anh nghỉ ngơi đi anh hai. Chú em, nhìn tôi nè. Biết rồi. Mọi ngóc ngách nha. Rồi. Không, mà hỏi thiệt coi, Út sinh ngày 30 tháng 12 hả? Thấy chưa, tại vì anh hai không tặng quà cho em, cho nên anh hai không có nhớ. Năm nay phải tặng buồn gấp mấy năm trước luôn nha. Thôi coi như anh quên luôn đi. Anh còn mệt lắm không vợ? Cũng hơi hơi à. Thôi em đi làm nha. Có gì nhớ gọi điện báo cho em biết ha. Đúng là 30 tháng 12 thiệt. Tính ra hồi xưa mình cũng yêu con nhỏ này ghê ta. Sao không nhớ được cái gì hết vậy ta? Thôi, đừng suy nghĩ tào lao nữa. Cái chính của mình là phải lấy được căn nhà này. Alo, Kim My hả? Chị Đào, chị Đào, chị sao vậy? Thịnh, từ đó đến giờ có bao giờ mà em quên mật mã điện thoại không? Sao mà em quên được? Tại vì em lưu cái ngày đặc biệt mà, sao mà quên được chị? Em làm anh hết hồn á. Trời ơi, người đâu mà nhát cái luôn á. Em hù nhà hều không cũng hết hồn là sao? Nhát đâu mà nhát, anh đang tập trung đập cái bát điện thoại nè. Đập cái bát điện thoại thôi mà làm gì phải lén la lén lút dữ vậy? Thì bình thường thôi mà, điện thoại là vật cá nhân. Tất nhiên không có gì bí mật hay là không có gì quan trọng mình cũng phải đặt bát. Sinh nhật em ngày mấy vậy? 19 tháng 3. 19 tháng 3, 19 tháng 3. Rồi, xong, 19 tháng 3. Cái gì vậy? Yêu đương gì đâu mà sinh nhật của tôi cũng không nhớ. Ủa, không phải 19 tháng 3 hả? Vậy ngày mấy? Bây giờ ngày mấy chả được. Tại vì là ngày mấy thì anh cũng đâu có biết là đúng hay sai đâu. Vậy thì viết đại vô một ngày vậy. 30 tháng 12. Xong.
Ủa 30 tháng 12 đúng hả? Thì viết đại thôi. Bộ đúng hả? Ai biết. Vậy là đúng đúng không? Ủa mà anh lấy ngày sinh của em làm cái gì? Thì đặt bát điện thoại. Nhưng mà bát điện thoại sao anh không đặt ngày sinh của ai mà đặt ngày sinh của em? Vì sao vậy? Anh vẫn còn không nhớ anh là ai, sao nhớ được ngày sinh? Nhưng mà hồi nãy anh nói bát điện thoại là riêng tư, mà anh lấy ngày sinh của em đặt vô thì đâu còn gì riêng tư nữa đâu. Thì bây giờ á, nó là riêng tư của anh vậy. Chị Đào, chị Đào. Ủa, chị có chuyện gì vậy? Uống cà phê được không? Dạ. Bữa nay bác Mười mời con uống cà phê, có chuyện muốn nói với con. Dạ. Sự thật mà nói, từ xưa giờ lúc nào bác Mười cũng muốn con làm rể bác Mười. Nhưng mà con thấy rồi đó, tình cảm giữa thằng Đông với con Đào. Con hiểu ý bác mà. Bác cũng từng nói với con rồi, duyên số là do trời định, chinh phục như thế nào là do mình. Nhưng mà chọn lựa ra sao là ở người ta. Ép dầu ép mỡ, chứ ai nỡ ép duyên. Dù con với con Đào không có duyên nợ, nhưng bác lúc nào cũng coi con như con trai của bác. Bác mong cho con sớm gặp được người mình yêu. Ăn nhiều nhiều vô con. Dạ. Múc con chén tí. Đâu được, của thằng Đông. Anh nấu cho thằng Đông ăn, nó bệnh. Tía nói gì vậy tía? Tía nên nhớ con là con rể của tía nha. Con rể có giấy tờ nha, có công chứng nha, chứ không phải lan man ngoài đường vô đây. Thôi thôi, qua đây ngồi đừng nhiễu không tía tôi nữa, khổ quá. Nè, ngon 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 rồi, ngon rồi, vô rồi, vô rồi. Rốt cuộc mình đã làm cái gì để được đối xử tốt như vậy? Gì vậy? Sao tin nhắn của Út còn trả lời? Trời ơi. Không trả lời tin nhắn, tình nhạc phai đúng không? Ông làm gì vậy? Nó không nhắn tin trả lời Út rồi. Trời đất ơi, ông nhìn lén điện thoại người ta, ông còn la lớn nữa, ông có người kỳ cục á. Đây, điện thoại, đây, điện thoại ngay đây. Đây. À. Tôi có nhìn lén gì không? Đây, đèn nó sáng lên. Tại sao không nhìn tôi đi, nhìn nó chi? Nhiều chuyện. Em định ăn xong á, rồi gọi điện thoại nói chuyện trực tiếp luôn. Nhục. Mày sáng, tao thấy lớn rồi đó. Khoảng nít rồi, đừng có ma cũ ăn hiếp ma mới nha, coi không được. À, thôi em xin phép. Ê, 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 đâu đó? Sao rình mò ra vậy? Rình mò cái gì? Bị sao thằng Đông làm gì? Ra ngoài sân con chơi. Vô rửa chén nữa. Vừa rửa chén. Cái gì? Một đống chén còn nguyên nguyên kìa. Con có ăn gì đâu con rửa. Ủa đâu phải ăn mới rửa. Chứ tao có ăn đâu sao tao cũng rửa vậy? Ừ? Tao nấu chè nè tao có ăn đâu. Tía. À. Tía chơi cha vừa thôi. Trời ơi. Tía là cha chứ lại gì? Cũng vừa lắm. Anh nghe nè. Anh biết rồi. Mọi chuyện ở đây vẫn ổn mà. Mà em nè,
đừng gọi thoại cho anh nhiều quá, lộ hết bây giờ. Thôi anh nói đừng có gọi cho anh nhiều quá mà. Ê, anh Sáng, anh làm gì mày ha? Thì ra mày không phải gọi điện cho Đào, mày gọi điện cho ai? Cho Bồ Nhí đúng không? Đúng không? Chối cái gì nữa? Tiếp ơi, tiếp ơi, tiếp, tiếp ơi, tiếp, tiếp ra đây tiếp. Con bắt quả tay tại trận người tiếp. Tiếp ra đây. Cái gì vậy Sáng? Trời ơi, Sáng, sớm tối khuya cái gì, ra đây nói chuyện liền. Đêm ban hôm mà mày làm gì vậy? Con phát hiện hồi nãy con bước ở đây nè, con thấy vô tình thấy nó lén lút nó gọi cho Bồ Nhí, nó gọi điện thoại cho Bồ Nhí. Tìm tình tin lục cái điện thoại đi. Rõ ràng Bồ Nhí, con thấy rõ ràng có tên Bồ Nhí. Không có đâu bác Mười. Không có nữa hả? Tại sao không có? Tại sao không có? Hả? Một là gọi cho Bồ Nhí, hai là mình gọi cho Còi Đất. Đừng có chối tao, tao đã giật cái điện thoại, tao thấy hết tất cả rồi. Anh nói kỳ anh Sáng. Anh nói kỳ gì anh Sáng, mày giờ mặt nghe ngô đường nó kỳ nè. Không tin móc cái điện thoại ra đi. Tiếp, coi điện thoại, nó gọi. Con đưa cho nó coi đi. Dám đưa không? Đưa mà coi đi. Đưa đây. Mà không phải á, mày chết với tao nghe. Nè, con đền 8 cái mạng cho tía luôn. Đưa nó coi đi. Trời ơi, bác Mười coi đi. Cục mới gọi nè. Coi đi. Để tao coi. Nè, rõ ràng nè. Đây, luôn nè, accident. Con thằng này nó chế người Tây, bây giờ nghe. Hello bye bye này nọ nè. Mày còn chối nữa hả? Mày ngu vừa vừa accident. Nó quen với người nước ngoài. Accident á là tai nạn. Mày không có biết tiếng Anh. Ngu mày còn mà ở đó mày ống ống cái miệng mày nữa. Sao tiếng chữ con ngu? Chứ vậy nữa. Tại sao accident là tai nạn mà không phải accident là tên một người con gái? Người gái gì? Người ta tiếng Anh người ta đó. Ủa tại sao tiếng Anh gì kỳ vậy? Bác Mười, người gây tai nạn cho con điện thoại hỏi thăm con thôi à. Đó. Mày nghe chưa? Mày á vì 200 ngàn á. Mày á nghe mày nhỏ nhặt lắm. Vì 200 ngàn mà mày ngậm máu phụ người là mày á. Con nói thiệt tiếp, nên đi học tiếng Anh là đi bổ túc rồi đi. Có thể accident là tên một người con gái nào đó. Con nói tí vậy đó. Đông nó biết cho bọn biết hả? Biết cái gì? Không qua mắt được tôi đâu chú. Tôi nói thiệt với chú. Nè, rồi lúc nào đó tôi sẽ bắt tận tay, dai tận mặt chú. Không phải vì 200 ngàn đâu. Mà tôi nghi chú rồi. Thôi. Chú không qua được cặp mắt tôi đâu. Nè, đây tia đây rồi nè. Nè. Tao. Sao chú muốn con tiền chú? Tí không muốn con nhặt. Tí gì cứ dùng gì à? Tao. Đúng là xếp đông, tài ba xuất chúng. Nhỏ cái miệng lại. Mới đây mà tỉnh rồi hả? Có phải cái chiến lược của sếp bây giờ là cưới con gái người ta, xong rồi cưới luôn cái nhà này không? Đó không phải chuyện của cậu. Cậu không cần phải bận tâm. À, cậu biết tôi ở đây lâu lắm rồi đúng không? Dạ không sếp. Em có biết gì đâu. Chẳng qua là em vô tình đi ngang xong rồi thấy sếp ở đây thôi. Đừng tưởng là tôi không biết. Cậu biết tôi ở đây, nhưng không nói cho gia đình tôi biết. Không phải đâu sếp. Tất cả là tại vì đúng là như vậy. Uổng công tôi coi mày là anh em. Coi là anh em. Tại Vĩnh là con một cho nên không biết. Không có thằng anh nào mà coi thằng em mình như là một thằng ở đợ. Nghe hai chữ anh em thiệt muốn rơi nước mắt. Đừng mỉa mai nhau nữa. Nếu tao coi mày là thằng ở đợ á, thì mày được cái chức phó giám đốc không? Nếu coi mày là thằng ở đợ á, thì vào công ty mày muốn làm cái gì thì mày làm. Mày có thua ai không? Hay là dưới mình tao thôi? Chính vì là dưới một mình anh cho nên tôi cảm thấy chưa đủ. Ngay từ nhỏ cái gì cũng là anh trước, sau đó mới tới cái thằng nghiệp này. Nhưng mà anh nhìn đi, tôi có thua kém gì ai không? Cả cái khu đất này tôi đều mua được hết. Bây giờ chỉ còn một căn nhà này thôi anh vẫn làm không xong. Thì ra đây là lý do mà mày đá tao ra khỏi công ty rồi chiếm tất cả của tao. Cái đó là sai. Nhưng mà tôi sai một, anh sai 10. Đừng có trách tôi. Anh muốn trách á thì trách cái người mà gây tai nạn cho anh kìa. Người đó là người làm cho anh mất tất cả. Còn tôi chỉ đứng ra lo cho công ty trong lúc khó khăn thôi. Anh phải cảm ơn tôi chứ. Cảm ơn mày hả? Đánh đi, đánh đi. Đánh đi.
đánh đi, đánh vô đây nè, đó đó, để tôi la lên cho mấy người trong nhà này chạy ra, tôi sẽ nói cho người ta biết chính ông Đông là cái người chủ mua đất ở đây, có lúc đó ai là người vô liêm sỉ. Đánh đi. Mày không cần phải la, muốn nói á thì bước vô nhà mà nói. Mày quên tao là ai hả? Mày quên luôn ba tao là ai hả? Mày tưởng tao mất hết quyền lực trong công ty hả? Bây giờ thì câm miệng, biến. Em xin lỗi sếp, em quên là sếp vẫn còn quyền lực. Bây giờ sếp tìm cách dụ cho ông già bán cái nhà cho sếp đi. Còn em về nha sếp. Em có biết trong 2 tháng qua thằng Nghiệp phải làm gì công ty không? Anh cần tất cả những hồ sơ mà thằng Nghiệp đã ký. Với lại nè, em để mắt thằng Nghiệp cho anh nha. Vào đi. Em, em có đem bánh cho anh nè. Cảm ơn em. Còn chuyện gì nữa hả? Tôi biết hết rồi. Em biết gì? Anh không cần phải đóng kịch nữa đâu. Anh là anh Đông, người muốn mua đất khu này. Anh đã nhớ lại khi nào? Hay thật sự là anh chưa từng mất trí nhớ? Anh chỉ cố tình tiếp cận tôi và gia đình tôi thôi đúng không? Tại sao tôi ở đây? Ai là người đã gây ra tai nạn cho tôi? Những chuyện của 2 tháng qua anh không nhớ gì hả? Tôi hỏi cô một lần nữa, ai là người đã gây ra tai nạn cho tôi? Nói. Ai? 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 Đồng ơi, ủa hai đứa có chuyện gì mà ôm sầm bên đây vậy con? À, dạ không có gì đâu tía. Tại con đang kể chuyện ma cho ảnh xong rồi, ảnh sợ quá rồi, ảnh la làng lên vậy thôi à. Thằng lớn đầu còn sợ ma, cũng kể ma gì mà nó sợ mặt mày xanh giận chứ kìa. Dạ không có gì đâu tía, ngủ trước đi tía. Kể cho nó 1 chuyện 2 chuyện nữa rồi về nha. Dạ. Khuya rồi đó, ăn đêm ăn hôm kể chuyện ma chi gì không biết. Cô không nói chuyện của tôi gia đình cô biết hả? Tôi chính là người gây tai nạn cho anh.
chính tôi là người đã gây tai nạn cho anh. Tôi muốn nghe cô nói lại một lần nữa. Nói. Nói cho tôi nghe lại một lần nữa. Nói. Đã gây tai nạn cho anh. Nhưng mà tôi đã cố gắng bù đắp tất cả mọi chuyện. Tôi đã muốn anh có cuộc sống thoải mái ở trong gia đình của tôi. Tôi đã cố gắng làm tất cả mọi thứ. Cố gắng làm tất cả mọi thứ. Nhưng chính cô là người đã làm cho tôi mất tất cả trong vòng 2 tháng. Tôi mất gia đình. Tôi mất sự nghiệp. Sao? Cô nói sao? Cô nói là cô đang cố gắng bù đắp cho tôi. Nhìn đi. Bây giờ tôi có cái gì? Tôi có cái gì? Sự nghiệp không? Gia đình không? Tôi đang là một kẻ ăn bám, có biết không? Đau à? Cô ích kỷ lắm. Cái gia đình này ích kỷ lắm. Tôi là thằng Đông của 2 tháng trước á, anh nghĩ bỏ đi như vậy có thể giải quyết hết tất cả mọi chuyện hả?
mày bị điên hay đâu. Dòng nhật ký ta đã cùng lưu lại đến hôm nay, ngày và đêm dường như chẳng quan trọng vì em đây. Hai người xa lạ tìm được nhau, nhưng sao lại quay về nơi bắt đầu. Ta mang hồi ức hôm qua về đến hôm nay, ta lưu lại những yêu thương còn ngây dại. Ngược dòng thời gian, ngày duyên trời ban. Không hiểu sao anh lại giữ ông Nghiệp lại làm phó giám đốc nữa. Nhìn cái mặt của ông là biết gian xảo mà. Dùng người á là phải tin người. Nếu không tin người á thì mình đừng dùng người. Nhờ anh tin ổng á mà ổng có coi anh ra gì không? Anh nghĩ là anh có thể kiểm soát được Nghiệp. Với lại Nghiệp theo anh lâu rồi, anh xem Nghiệp như bạn bè anh em vậy đó. Thế nè, sắp tới em còn nhận thêm một cái đơn hàng lớn nữa ở bên ngay chỗ nhà hàng tiệc cưới á. Nào là khăn trải bàn nè, cái áo ghế nè, rồi xong rồi thảm nữa đó. Vậy đó hả? Mà giờ bầu bì không biết kham nổi không? Chuyện gì anh cũng làm được. Khi anh đã muốn thì bất cứ chuyện gì anh cũng làm được. Em nhận một tấn đồ vào đây, anh sắp trong một nút nhạc. À, anh sẽ tập trung vô cái tiệm giặt ủi của mình. Ba sẽ là người đàn ông tốt của mẹ con. Làm dễ mười xuân, làm dễ mười xuân phải đóng chuyện đùa. Yeah, làm dễ. Điều mà tía cha nào cũng đều phải lo. Chăng em làm ấm không cực không khổ, hạnh phúc là điều phải có. Thiếu nữ ngọc ngà của ta là thứ mà không thể nào được bỏ. Cho nên kén rể ta phải lựa kỹ, phải vượt qua ngàn điều khó. Thế mà lại hài, ê, đứa lớn có chồng, ê. Nhưng lại hậu đậu nhiệt tình, nó lớn năm ra chẳng ngầu, ê. Đứa út thì chưa có chồng nhưng tình nó dài với các cậu đậu thì đầu. Không biết mà đụng một ông rồi đem về nhà cất tưởng là chồng nè. Trời ơi tôi rầu nè, mẹ ơi tôi sầu nè. Tôi chăm cái đứa nhà bên trên nó nhưng nó không ưng nè. Thôi vì con cưng mà, chỉ cần tôi thấy nó vui nó cười hạnh phúc là tôi thiệt mừng nè. Mà út nay đã lớn rồi,